Mình có biết giờ mẹ đang ở đâu không hả? Mẹ đang ở trong viện dưỡng lão đó. Nếu bây giờ mẹ trở về nhà thì với chứng đảng trí của mẹ, mẹ lại muốn đi kiếm Mân Hy nữa. Em không muốn để đây rút gặp cô ta nữa đâu. Không bao giờ em để chuyện đó xảy ra, anh hiểu không? Vậy chính là mẹ đã bắt thư ký Kim phải chia tay với con sao? Nếu con không hẹn hò với cô ta thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tôi thấy Đê Rút đã xác định rõ ràng rồi, và tôi tin tưởng con trai mình, nên tôi đã quyết định chấp nhận thư ký Kim làm con dâu của tôi. Con đã chấp nhận cho Đê Rút lấy thư ký Kim. Dù có chết em cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Ba chồng con nói là ba đã chấp nhận cho anh Đê Rút đám cưới với cô thư ký Kim kia rồi đó mẹ. Anh Đê Rút còn nói là sẽ dọn ra ngoài ở với bà nếu như mẹ chồng con vẫn phản đối tới cùng đó. Ngồi nghe bà nói anh là nhà bà không chấp nhận con gái của tôi cũng thấy hơi khó chịu. Nếu bây giờ bà muốn rước đô ra nhà tôi về làm dâu thì ít nhất cũng nên trả phí nuôi dưỡng cho chúng tôi chứ. Hôm nay mẹ của thư ký Kim đã nói với em, nếu như chúng ta không trả tiền thì bà ta sẽ không cho cưới. Mình à, phải tính làm sao đây? Bao nhiêu đây chắc cũng đủ cho cô an tâm mà gả đô ran vào nhà chúng tôi. 300 triệu. Hả? Tôi muốn cô viết cho tôi một tờ giấy cam kết. Chúc mừng hai người nha, sắp sửa đám cưới rồi. Anh phải đem lại hạnh phúc cho cổ đó nha, không thì tôi sẽ bắt anh trả giá đó. Con mời bà tới dự đám cưới của con. Đô Ran thật sự sắp gả vào gia đình sở hữu Boom & Food sao? Dạ đúng vậy, cậu ấy sẽ trở thành vợ của con trai lớn của chủ tịch đó. Ủa, người đó là ba Đô Ran mà. Mẹ Đô Ran Sô Giang Cha nhận số tiền 300 triệu từ bà quan Đê Rút Bắc Cơm Bơn. Chính vì vậy, sau khi gả Kim Đô Ran rồi, Sô Giang Cha sẽ không bao giờ đòi thêm tiền nữa. Đây là cái gì vậy hả mẹ? Mẹ giải thích đi. Cái gì vậy? Mẹ cho mẹ có thư ký Kim tiền, có đúng như vậy không? Em lấy nó ở đâu vậy? Mẹ cho đó. Mẹ cho tiền của mẹ chứ không phải tiền của con. Con lớn tiếng cái gì? Thư ký Kim, cô hãy nhìn đi. Tới ăn mày còn không làm như vậy nữa.